Chị ơi, mình về đi, về ăn bánh đi. Giờ không phải lúc nói chuyện ăn bánh. Làm thế nào bây giờ đây? Không thể để bị lộ. Tổ trưởng ạ, giờ chỉ một kho của công ty rau quả tươi là còn chỗ trống thôi. Nhưng họ đang mải lo trên đảo buôn lớn, nên chắc không còn tâm trí nào đâu. Vâng. Được rồi, đã cố thì phải cố đến cùng. Thank you.
Từ thiện cũng biết thừa cháu là người vui tính và hướng ngoại này. Đầu tiên cứ cúi gặp người là chào người ta, vừa bảo anh chị có thể giao thêm bất cứ việc gì, em sẽ cố gắng học hỏi. Cứ làm như vậy là được mà. Bây giờ nói ra cũng không có nghĩa lý gì, nhưng tôi thực sự lo cho tương lai của cậu.